Vâng, xin chào tất cả các bạn nhé. Video này mình test một cây sáo Digi Dosehua 8882 tông đô gửi về thành phố Hồ Chí Minh. Trước tiên thì mình sẽ đi vào phụ kiện, chúng ta sẽ được tặng hộp đựng như này. Bên trong sẽ có hai gói màng rung, một của Dosehua và một của shop mình tặng kèo. Tiếp theo là dây treo. Đây chúng ta sẽ có một cục a dao, một cái ốp bảo vệ màng rung, một lọ keo, keo dạng nước và một lọ dầu bôi trơn khớp nối và kèm theo một túi nhung. Đây là cái sáo Dosehua 8882. Hai đầu thì được bọc sừng trâu đen, quấn dây cước màu đen. Nói chung là thiết kế thì nó cũng khá là cơ bản. Logo. Đó. Sừng trâu. Và là cái lát cắt của sừng trâu nó cũng sẽ có cái màu này. Nếu mà chúng ta đánh bóng đi, họ đánh bóng thì sẽ đen như này. Ở đây nó không đánh bóng. Khớp nối. Trúc tròn và dày. Ok, mình sẽ đi dán màng rung và test âm nhé. Mình sẽ test âm cây Dosehua 8882 thông đô này nhé.